thưởng nóng cho huy chương đồng Paralympic của lực sĩ cử tạ Lê Văn Công. Ngay sau khi đô cử Lê Văn Công xuất sắc mang về chiếc huy chương đồng tại Paralympic Paris 2024, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã thưởng nóng cho vận động viên này. Phát biểu tại buổi trao thưởng, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, trưởng Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Paris 2024, cho biết toàn đoàn rất vui mừng trước thành tích của đô cử Lê Văn Công. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng ghi nhận, tấm huy chương đồng này là sự cố gắng nỗ lực lớn của vận động viên khi Lê Văn Công vừa tập vừa điều trị chấn thương vai. Như vậy, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã cơ bản hoàn thành lời hứa trước khi lên đường là phấn đấu có huy chương tại đại hội. Tính đến thời điểm này, với thành tích huy chương đồng Paralympic Paris 2024, đô cử Lê Văn Công đã được thưởng tổng cộng 235 triệu đồng, trong đó 85 triệu đồng theo quy định của nhà nước về mức thưởng cho vận động viên giành thành tích cao, 100 triệu đồng từ đơn vị chủ quản thành phố Hồ Chí Minh và 50 triệu đồng từ nhà tài trợ. Chúc mừng thành tích của Lê Văn Công, ông Nguyễn Hồng Minh cũng mong muốn các vận động viên tiếp tục tích cực tập luyện, nâng cao sức khỏe, thể lực đồng thời chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới, nhất là kỳ Olympic sau sẽ có kết quả cao hơn kỳ Olympic này. Trước đó, vào ngày 4 tháng 9, Lê Văn Công đã bước vào tranh tài tại hạng cân 49kg nam. Gặp các đối thủ mạnh đến từ Jordan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, trong đó được đánh giá cao nhất là vận động viên Omar Karada của Jordan. Lê Văn Công thành công ở mức tạ 171kg và giành huy chương đồng hạng cân 49kg nam. Đây là tấm huy chương Olympic lần thứ 3 tại 3 kỳ Olympic liên tiếp của Lê Văn Công. Lê Văn Công từng đạt thành tích 183,5kg hạng cân 49kg nam, phá kỷ lục thế giới và giành huy chương vàng tại Paralympic Rio 2016. Cùng với đó, lực sĩ sinh năm 1984 đã giành huy chương bạc tại hạng cân này ở Paralympic Tokyo 3 năm trước. Tại kỳ Paralympic năm nay, do gánh nặng tuổi tác và chấn thương đeo bám nên Lê Văn Công chỉ thành công ở mức 171kg. Tuy nhiên, đây là thành tích đáng khen ngợi và khó vận động viên nào có thể vượt qua được khi anh sở hữu trọn bộ huy chương Paralympic qua 3 kỳ Thế vận hội người khuyết tật liên tiếp. Huy chương đồng tại kỳ Paralympic này cũng cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lê Văn Công. Anh đã trở thành tấm gương về ý chí, nghị lực cùng tinh thần không từ bỏ, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hòa nhập với cộng đồng và khẳng định được giá trị của những người tàn nhưng không phế.